2. Xin chào các bạn đến kênh Đại Lâm Vô Đồ Giò. Mình là Viên Tào Lao, chào với đạo Trần Hoàng Đại Lâm Balotelli. Trái bóng đầu tiên thật sự sang, Phan Rang đã làm cho Đăng Mèo gãy bước 1. 1-0. Đây là tem Bình Phước. Chánh Hà, Đông Sang 2000 và Duy Nho 2000. Đây là cái nhóm anh em 2000, rất ghê. Phản công cho Chánh Hà. Quá hay cho Chánh Hà. Còn bên kia là tem của Hoàng Minh Cấp Phi. Với sự xuất hiện của thủ lĩnh Cao Sơn, Đăng Mèo, Bảo Nhỏ, Bảo Trẻ, Bình Minh và Lý Quốc. 2-0. Lại là sở trường đường y của Bình Minh. 1-2. Quá ghê cho Sang. Đông Sang bật quá cao. Đông Sang sinh năm 2000, 1m83. Lên Sang. 3-1. Bình Minh. Bình Minh xử lý tốt. 2-3. Quá hay cho Chánh Hà. 4-2. Bánh chè quýnh quá tài. Bóng bay. Anh cơm nói mấy nhỏ lấy ra. Đây rồi. Nãy thấy cầm quay xong quay nữa. Thôi quay trên trang cá nhân em xíu à. Quá hay cho Bình Minh và Bảo Trẻ. Và trong bóng quá tốt. Bốn đều. Buôn. Sang đã làm hay đấy. Quá hay luôn em. Nó là linh hồn của đội mà. Đăng Mèo. Phản công cho Chánh Hà. Các bạn thấy như thế nào? Thật sự Sang Phan Rang đã làm cho tinh thần đồng đội trẻ của mình đang lên hừng hực khi thấy, nhất là Chánh Hà. 5-4. Lại là Sang Phan Rang phát bóng hồng. 5-0. Các bạn thấy hay, nhớ share và like và share. Cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Các bạn nào hãy lâu ngày quá không xem lại video của mình như thế nào, hãy bấm chuông, coi chừng cái điện thoại của mình nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Lại là Bình Minh đường y mang tên em. 6-5 nghiêng về cho tem Hoàng Minh Cấp Phi. Lại là Sang Phan Rang. Một quả quan sát quá hay của Sang Phan Rang. Nhưng thật sự Sang Phan Rang không qua lưới quá uổng. Đây là quá thông minh pha bóng vừa rồi của Sang Phan Rang. Thật sự một pha bóng Sang Phan Rang đã để ý từ lâu rồi. 7-5. Sang Phan Rang đã rình rập, nhưng đáng tiếc lưới không cho Sang Phan Rang rình rập được. Bánh nó qua ăn rồi chứ nữa. Đông Sang, biên số 2 sở trường của Đông Sang. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tem của bãi biển, còn có thiếu quý nhóc nữa các bạn. Quý nhóc đã bị mổ gối rồi, chưa phục hồi bình phục bình thường nha các bạn. Quý nhóc biên hai thật sự rất lợi hại. Đàn mèo quá hay cho Duy nhỏ. Bảy đeo mấy nhỏ nó sung lên thứ gì chịu nổi. Bảy đeo lộ một pha bắt bài của Sabra quá hay, nhưng đáng tiếc vượt mốc các bạn à. 87 đội ngoại của mình nên sang á. Móng tốt ghê ở móng bài. Chánh Hà, Chánh Hà quá hay. Bình Minh đã bắt bài được một quả quá hay. Thủ lĩnh Cao Sơn đã đung đốc tinh thần anh em lên. Gì đang bốn ghê vậy. Quá đáng tiếc cho Bình Minh. 8-9 vậy mà kẹo thấy hột không, đáng bốn chưa à, đen ăn tư luôn. Quá quy lực của đăng béo phá bóng chưa rồi. 18 nãy up clip cho bà nó đánh ăn bình bụng tài súng là cũng hơi cạn luôn. Quá khó chịu cho Chánh Hà. Các bạn thấy Chánh Hà như thế nào? Mày đi ra đó mày đi thẳng là tốn sao xe cuối cùng chứ. Mày lấy cái chai nước muối, chai nước muối ngầm dưới nha. Đi thẳng đó gọi xe chỗ xe ra. Xe cuối cùng á, chiếc kẹt của chúng mày biết mà đúng không? Cái chai nước muối nha. Lấy chai nước khoáng nha. Hai chai chai nước muối nằm dưới. 11-9 một pha biên bài quá hay cho Trọng của Chính à. Trọng là một trong những đối thủ có tiền tim, đôi công bầu tiền tim. Che giữa lại luôn. 10-11 Bình Minh quá hay cho Savarang. Bình Minh đã bị bắt bài. Chánh Hà Trọng Tài bắt lưới Bình Minh và Lê Quân. Không hiểu như thế nào đang cãi nhau luôn sơ bông các bạn. Mười một đều. Bình Minh phân dân của mình không có lưới các bạn. Trọng Tài bắt lưới. Bình Minh đang không phục về pha bóng gì rồi. Bình Minh đang khiếu nại về trọng tài trận đấu như thế nào. Đang lưới pha bóng gì rồi. Hết đường khiếu nại. Bà đâu
Chơi nữa cái bóng lên đang lên mặt nước rồi mẹ. Hết đường kia này. Đúng rồi. Đúng rồi. Ok. Các bạn nghe rõ chưa? Trọng tài là người quyết định. Hãy tôn trọng trọng tài. Đôi lúc có những người cãi nhau, cứ cãi. Đôi lúc cãi thắng mạnh ăn quyết định. Các bạn biết không? Hãy tôn trọng trọng tài. Trọng tài là người quyết định. Nếu các bạn tôn trọng trọng tài thì mới có cái giải này. Tất cả các giải trước cũng vậy. Ai cãi lộn thì nhớ cái mặt của mình đi đây. Ai cãi lộn thì nhớ nha. Các bạn hãy nhớ tôn trọng trọng tài. Các cái giải này và tất cả các giải khác, ai cãi lộn thì nhớ nha. Chạy nhau. Chạy đúng ba người luôn. Rồi. 11 đều. Đăng bao. Đặt ở cái tay sao? Đằng mèo kết thúc tốc 12-11. Qua hay chơi trên hà? 12 đều. Mười hai đều. Một pha kết thúc tốt của đàn mèo. 13-12. À Trung, nói tới xong rồi anh nói một vài phút cho vui cho. Quá đáng tiếc cho anh em bãi biển. Một pha lập chập bỏ bóng rơi không rồi. 13 đều. Đánh một cái ba thời điểm quyết định là xong. Đúng vậy. 13 đều. Mình mình quá hay. Tiếp tục đang mèo qua đang chơi cho Trần Hà. Qua đang chơi cho Trần Hà. Một pha phòng thủ không được tốt. 14-13. Trận đấu ra trên anh rất hay, rất nóng rồi các bạn à. Phải nói là những đứa em 2000 gặp gỡ đàn anh lão liệt như thế nào. Các bạn hãy chờ xem. Đông Sang, cơ hội cho bãi biển. Đang mèo chưa sao. Kết thúc. Kết thúc. Trận đấu quá hay, quá kịch tính. Tỷ số 15-13. Rất hay. Đáng tiếc cho tên trẻ Bình Phước. Cái sự dẫn dắt của Samurai La Lạc. Thật sự là tinh thần chiến đấu Samurai quá tuyệt vời. Xin chúc cho mọi người luôn sức khỏe, bình an, sẽ bóng vui vẻ nha. Xin mời các bạn xem tiếp set thứ 3 của cặp đấu này nha. 11 đêm.